Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong một thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và truyền hình Hương Yên. Thưa quý vị và các bạn, nói đến sâu tầm ai cũng nghĩ ngay đến vải vóc tư lụa, nhưng sâu tầm cũng là một trong những cây thuốc quý với nhiều công dụng khác nhau. Đặc biệt, hàng năm vào những ngày cuối xuân đầu hè là lúc vào mùa thu hoạch những trái sâu tầm chín rộ. Những trái sâu tím thẫm này là món ăn thức uống và cũng là loại thuốc chữa bệnh quý hiếm mà thiên nhiên ban tặng cho con người. Dưới đây là những thông tin thú vị về loại cây này. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Vài nét về cây dâu tằm. Có đến 24 loại dâu tằm, nhưng phổ biến nhất là 3 loại trắng, đen và đỏ. Dâu tằm được trồng chủ yếu ở châu Á và Bắc Mỹ để lấy lá là nguồn thực phẩm duy nhất để nuôi tằm nhà tơ. Ở Việt Nam, dâu tằm được trồng khắp các vùng miền trên cả nước, nhiều nhất ở các tỉnh có nghề truyền thống trồng dâu tằm, dệt lụa. Toàn bộ cây dâu đều được sử dụng nhiều trong các bài thuốc, lá dâu, tăng diệp, quả dâu, tăng thầm, dễ dâu, tăng bạch, tổ bộ ngựa trên cây dâu, tăng tiêu phiêu, cây ký sinh trên cây dâu, tăng ký sinh. Trong đó quả dâu, tăng thầm là phần có giá trị dinh dưỡng và dược liệu nhất. Trái dâu tằm, món ăn ngon. Trái dâu tằm có thể ăn tươi, làm nước ép, ngâm rượu, làm trà, mứt, sấy khô, đóng hộp. Quả dâu tằm tươi đến 88% là nước, 9,4% carbon, 1,7% chất xơ 1,4% protein. 0,4% chất béo. Khi khô, chúng chứa 70% carbon, 14% chất xơ, 12% protein và 3% chất béo. Trái dâu tằm có nhiều caroten, tiền vitamin A, vitamin B1, vitamin C, vitamin E, vitamin K1, axit folic, axit folic, kali, sắt. Đặc biệt, trái dâu tằm chứa khá nhiều polyphenol, alkaloid, flavonoid, isocosetin, quercetin là những chất chống oxy hóa rất tốt cho cơ thể. Những chất có tác dụng sinh dược học quan trọng trong dâu tằm gồm anthocyanin, cyanidin làm trái dâu tằm có màu sắc đen, đỏ, tím, axit chlorogenic, rutin, myricetin. Cách ngâm siro dâu. Quy trình chế biến siro dâu cũng đơn giản như các siro trái cây khác. Chọn dâu tươi, không bầm dập, rửa dâu tằm rửa sạch sẽ để vào giá cho ráo nước, cho vào bình thủy tinh và trộn với đường. Một lớp sâu phủ một lớp đường theo tỷ lệ 2 dâu một đường, nhằm tránh nước dâu bị lên men giấm. Có thể cho một ít rượu gạo ngon để sát trùng, để khoảng từ 1 tới 2 ngày cho tan hết đường, lọc lấy nước. Đun sôi cho đến khi ra nước màu đỏ sền sệt, tỏa mùi thơm, để nguội, chiết vào lọ, cho vào tủ lạnh để dùng uống dần. Trái dâu tằm, vị thuốc quý, vì trái dâu tằm có chứa một lượng đáng kể các chất hoạt tính sinh học có tác dụng dược lý lợi cho sức khỏe. Dâu tằm đã được sử dụng trong cả Đông lẫn Tây Y. Theo kinh nghiệm, bài thuốc dân gian cũng như những thực nghiệm khoa học, trái dâu tằm có những lợi ích sức khỏe sau. Hỗ trợ tiêu hóa, nhờ quả dâu tằm nhiều chất xơ, hệ tiêu hóa được hỗ trợ giảm nguy cơ táo bón, đầy hơi và co thắt ruột. Kiểm soát tốt mỡ, glucose máu nhờ nhiều chất xơ, chất chống oxy hóa, quả dâu tằm giúp ổn định đường, mỡ máu, giảm nguy cơ thừa cân, béo phì, đái tháo đường, ổn định huyết áp, giảm bệnh tim mạch. Cũng như trái nho, dâu tằm có khá nhiều polyphenol, đặc biệt là chất resveratrol. Đây là một chất chống oxy hóa quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng tim mạch nhất định, chất xơ vữa động mạch, chống đông máu, giảm huyết áp, đột quỵ, nhồi máu cơ tim. Ngoài ra, resveratrol còn làm giảm cholesterol, glucose máu, gián tiếp làm giảm nguy cơ tim mạch. Tăng cường sức đề kháng, miễn dịch, trái dâu tằm có hàm lượng cao các vitamin A, vitamin C và flavonoid giúp tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể, ngăn ngừa cảm cúm, ho, cảm lạnh và nhiều bệnh khác. Chống stress oxy hóa, dâu tằm giàu vitamin, polyphenol, alkaloid, flavonoid, isocotin, quercetin, là những chất chống oxy hóa rất tốt, giúp cơ thể chống lại stress oxy hóa. Khi các stress oxy hóa bị ngăn chặn, quá trình lão hóa cũng được chậm lại, nguy cơ mắc các bệnh ung thư cũng giảm đi. Hai điều cần lưu ý khi sử dụng trái dâu tằm. Tuy rất hiếm nhưng quả dâu cũng có thể gây dị ứng, đặc biệt quả dâu dập nát, hư hỏng hay có dùng thuốc bảo vệ thực vật. Trong nước quả dâu có chứa chất tannin nên tuyệt đối không tích trữ dâu tằm trong các dụng cụ chứa kim loại như đồng, sắt, nhôm và nên chưng nấu chứa đựng nước dâu với nồi trắng men, thủy tinh hoặc nồi đất. Quý vị và các bạn thân mến, ba bước xử trí nhanh cứu nguy khi bị hạ đường huyết đột ngột sẽ là nội dung chính mà chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong một thông tin sức khỏe ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.